là không được rủ bọn trẻ danh đến nhà phá phách đấy nhá. Dạ, con nhớ rồi. Mà yêu cứ tin ở con đi. I love you. À chị Thơ, chị sắp thi đại học đúng không? Đúng vậy, còn 2 tuần nữa là chị thi rồi. Vậy chị đã chọn được trường chưa? Chị thì thích làm cô giáo mầm non để được chơi đấy. Nhưng mà má chị thì không thích. Tương lai của mình phải do mình quyết định chứ. Thì má mình muốn mình chọn trường khác là bởi vì lo cho mình, sợ mình khổ thôi. Thôi thì mình cứ chọn theo má mình đi. Rồi nếu như mà nó không đúng theo ý mình thì mình sẽ chọn lại. Còn năm sau nữa cơ mà, lo gì. Vậy chị tính chọn trường nào? Má chị thì thích chị học luật đấy. Còn em? Em thích làm gì? Em hả? Em muốn làm hoa hậu. Trời ơi, nói gì kìa. Mọi người, sao lại tỏ thái độ như thế? Ai mà không có ước mơ? Mặc dù bây giờ Ngân Chi lùn, nhưng mà lớn lên cũng có thể vẫn lùn. Tuy nhiên không sao, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi hoa hậu ao làng để thực hiện hóa ước mơ của Ngân Chi. Mọi người thấy thế nào? Nghe cũng được á chị. Vậy thôi, ba người con gái chơi đi, em không chơi đâu. Anh sẽ làm giám khảo. Vậy em là MC. Ok. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với cuộc thi Miss Ao Làng. Cuộc thi của chúng tôi có những sự tham gia của những người đẹp nhất ngôi nhà này. Và bây giờ xin mời các thí sinh bước ra. Chắc là ẩn kỹ quá, ảnh tìm không ra á chị. Đi thi hoa hậu kiểu gì mà ăn mặc xuề xòa, không chịu đầu tư trang phục thì làm sao mà khen được. Ha. Cái này không thấy má mặc qua, lấy cho Ngân Chi. Còn cái này thì lấy cho Cát Vi. Sau đây là phần biểu diễn của thí sinh có số vô danh là 001 Ngân Chi Mít Thai. Kế tiếp là của thí sinh có số báo danh là 002 Cát Vi Mít Tố Nữ. Tiếp theo là của thí sinh có số báo danh là 003 Thơ Lơ Mơ Mít Dừa. Kính thưa quý vị khán giả, trên tay tôi đó chính là kết quả của cuộc thi Mít Ao Làng năm nay. Hiện tại thì tôi đang rất là hồi hộp để công bố kết quả của giải năm nay. Và ngay bây giờ, tôi xin tuyên bố giải đầu tiên. Ao 2 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh là 003. Chúc mừng chị. Chị. Chúc mừng bạn. Giải thưởng đó. Phần thưởng. Mặc dù bây giờ tôi đang rất là xúc động, nhưng mà cho tôi phát biểu đôi lời. Hôm nay tôi xin cảm ơn tất cả các thí sinh nhé, đã không đăng ký tham gia cuộc thi này để tôi có thể trở thành áo. Sau đây thì con xin cảm ơn
nhiều chuyện quá, đi xuống đây. À, dạ, tại vì một số lý do là bị lố thời gian nên là chúng tôi xin cắt phần cảm xúc của thí sinh có số danh 003. Và bây giờ chỉ còn có 2 thí sinh thôi. Không biết ngôi vị hoa hậu sẽ thuộc về ai. Và ngay sau đây, tôi xin tuyên bố hoa hậu đã thuộc về thí sinh có số báo danh là 0 0 2. Chúng ta có thể thấy thí sinh 002 cười rất tươi, đang rất là vui vẻ. Em cảm ơn. Em rất là cảm ơn khán giả và ban giám khảo đã ủng hộ em, đã giúp cho em đạt được cái giải hoa hậu này. Giờ em rất là vui, thế này rất là chết. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin lỗi quý vị khán giả, thí sinh đạt giải hoa hậu không phải là 002 mà chính là 001. Cảm ơn ban tổ chức và quý vị khán giả đã tin tưởng và trao cho em cái chức hoa hậu này. Đây là lần đầu tiên em đạt được giải hoa hậu và đó cũng là ước mơ của em. Và em hứa rằng em sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng của mọi người. Lạ nhỉ, cái váy vừa mua hôm qua rõ ràng treo ở đây đâu nhỉ? Ô